Alo, xin chào tất cả các anh em nhé. Hôm nay mình sẽ gửi đến cho anh em cái bản update của ngày 18 tháng 9 năm 2021. Đây là bản update meta sát mấy bản gốc của Vinagame. Hầu hết các bản update này, tất cả các tướng và binh chủng mình đều làm theo chuẩn của bên Vinagame. Vì càng về sau, những cái map càng về sau này là nó tương đối khó, cho nên là mình có update thêm cho mỗi nước thêm một con tướng. Ví dụ như con Trân Tư Mã Ý này là con tướng chung. Ba nước, mỗi nước sẽ có thêm một con tướng mới, là Thục thì có thêm con Thục Lưu Bị, Ngô thì có Chu Du, à Ngô thì có thêm một con Ngô Quyền, và bên Tào thì có thêm con Tào Tháo. Còn đây là ví dụ như là Quý Tử Giam Cầm này, Điêu Thuyền, đây là con Quý Tử Hiến Tế. Đây có thêm ba con tướng mới ở đây thôi. Đó là Thục Lưu Bị. À, con Trân Tư Mã Ý này. Trân Tư Mã Ý là mưu công, công ngang một lần. 30% là đóng băng hàng ngang, công địch hàng cuối hai lần. Đóng băng và đào binh 25%. Bản thân thì cộng thêm 145 sĩ khí và 200 mưu công. À, ví dụ như Ngụy Tào Tháo này, Tào Tháo là công ngôn một lần, đào binh 10%. Địch trừ 50 sĩ khí, tim cộng 50 sĩ khí, hồi máu hai lần. Ôn tim nhận vô ngoại cam, xác suất 70% là tim nhận khiên trắng hai lượt, bản thân nhận 100 sĩ khí. Đó. Còn lại các cái tướng tím ở đây thì là vẫn là như cũ. Ở cái bản này thì có thêm một con tướng mới, đó là con ba nước, mỗi nước có thêm một con, đó là con Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Uyên, Mã Siêu và Chu Hoàn. Skin mới là công ngôn hai lần trừ 25 sĩ khí, công thẳng hai lần, 40% là choáng hàng dọc, tự bản thân là hồi máu thủ hộ và cộng 200 pháp công, 145 điểm sĩ khí. Đây như em xem con skin của Hạ Hầu Uyên này, Mã Siêu và Chu Hoàn là sẽ giống nhau nhé. Các tướng còn lại thì vẫn giống như meta trước. Bản này có đầy đủ tất cả các tướng tím được update mới nhất cho anh em. Đây. Ở bản này còn có thêm tướng Gia Cát Đản là được lên tím này. Gia Cát Đản lên tím là đồng đội cộng thêm 25 sĩ khí, hồi máu một lượt và thêm hồi máu hai lượt, thêm cái hồi máu theo lượt nữa và cộng 35% là phòng thủ. Đó là skin mới của Gia Cát Đản. Đây, cái info thì anh em xem tại đây. Đây là cái info này thì mình có gửi kèm theo cho anh em đó. Đây các cái trang bị, hoặc là trang bị thì anh em nhận ở thành tựu. Các mốc thành tựu đá đấy, các thứ thì mình có gửi kèm theo cho anh em ở đây. Đây là các cái mốc để cho anh em farm trang bị. Đây, tướng tím Mã Siêu, Hạ Hầu Uyên, Chu Hoàn, Gia Cát Đản. Đây là info của tướng thì mình có để ở đây nhé. Đây là info của quý tử. Đó. Còn đây là cái bản update ở đây. Trang bị anh em có thể up lên cái trang bị cấp 270 3 sao.
Đây cho anh em. Ở đây mình cho anh em xem cái skin của Tôn Quyền này. Tôn Quyền là công ngôn hạ à. Đây là skin của con Ngô Tôn Quyền. Nói chung bản này thì là info là toàn bộ là mình chỉ bổ sung thêm cho mỗi nước thêm một con là con Tôn Quyền Lưu Bị Tào Tháo và thêm một con mới là con Tư Mã Ý. Còn lại tất cả các tướng còn lại đều theo chuẩn của theo tướng là 001. Đây, ví dụ như Ngụy thì đến Thái Văn Cơ. Xong anh em có thể chiêu mộ được Tào Tháo và Trần Tư Mã Ý ở tại tháp thí luyện. Bản này thì vẫn giống như là tất cả các cái bản trước, ví dụ là cái bản này đây là ví dụ như là cái đây như ông này đây là vẫn chưa đã mắc khắc văn mắc là 48, anh em có thể mua tại shop bảo vật khắc văn 48. Võ hồn thì vẫn là võ hồn cấp 50. Trang bị cao nhất là trang bị cấp 270 được cường hóa lên 3 sao. Anh em có thể từ trang bị 270 cường hóa lên 1 sao, 2 sao và 3 sao. Vợ và tri kỷ thì vẫn là vợ và tri kỷ cấp 200. Đó. Quý tử thì anh em vẫn luyện tất cả các quý tử thì vẫn đều là quý tử tím. Cái thông tin của quý tử đây, ví dụ như hiến tế này, thần tứ này, giam cầm này. Info quý tử thì anh em có thể xem tại cái bản mà mình gửi đi ấy. À, anh em mà cần bản này thì có thể inbox trực tiếp cho mình nhé. Anh em inbox trực tiếp vào trong Facebook cho mình nhé. Và chào tất cả các anh em nhé. Đây, cái giá bán của bản này vẫn là 100k một bản. Anh em có thể mua thì chuyển khoản cho mình theo cái thông tin ở bên dưới. Chuyển khoản cho mình theo cái thông tin ở bên dưới cái số tài khoản của mình bên Vietinbank hoặc là ví Momo. Chuyển khoản xong thì anh em chụp ảnh màn hình và liên hệ qua Messenger cái Facebook cá nhân cho mình. Chào tất cả các anh em.